Dạ, xin chào bà con mình nha, vui vẻ nha. Chào bà Tôi xin con. cú qua rừng. Ô, từ gà há đi. Bác Tư xin ủ qua rừng, chào bà con kìa. Bác Tư sầu riêng. Đại gia sầu riêng. Bất đại đi bác Tư ơi, bất đại đi. Có nhiêu đây hả? Trời ơi, mẹ con hái ruộng không gầy hết rồi. Giờ ruộng số hả không? Dạ, ruộng đại đi. Ruộng ngày mai móng nên... Nó mọc nữa gì, nó lên nữa gì. Dạ. Con về không gầy, sao bác Tư biết con có ủ qua rừng? Sao không biết? À, bữa mấy đứa quay lên cái gì cái tóc, ủa không phải cái tóc, cái gì YouTube à? YouTube. Biết mà, con biết bác Tư coi clip nên mới biết con có qua gừng dễ gì. Vậy. Hai lá gì nấu canh hến hay gì ha. Hồi này nấu canh hến đó. Ăn là nhất cái nách luôn á. Này canh hến. Trời ơi. Đó. Về ruộng về tốt rồi về về. Dạ dạ chịu khó lạc. Đây. Dạ. Đi coi coi lấy. Coi ngoài đây coi bữa hổm bữa hổm dữ lắm, bữa hổm nhiều lắm mà mẹ con hái ruộng mỗi lần hái là không có lặt đâu, cứ bứt vậy đó làm biến lặt từ lá cứ bứt vậy vô lặt à. Con hái khựng 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 đây không biết ai. Nay là bác Tư đi chiếc xe su cà tàn vậy là mưa mùa mưa nay là phải đi xe vậy á. Dạ chứ còn xe chiến ở ngoài cả nhà, ở xe chiến ở nhà chứ không phải xe này đâu. Ở nhà, có xe chiến ở nhà chứ không phải đi xe này đâu. Chiếc đó là đi nhậu. Chiếc này giống như là được. Còn đúng rồi. Cái đi nhậu nhiều không được. Chiếc này chào bà con mình nha. Có xin số cũng qua gần nha. Ăn là coi như là để cho nó giảm máu mỡ nè. Đúng rồi. Giảm tiểu đường luôn. Đúng rồi, tiểu đường hay lắm đó bác Tư. Cái lượng đường cao rồi, uống bia uống rượu nhiều quá phải ăn cái này nè. Ăn này để cho nó giảm lại chút xíu. Dạ. Chào bà con mình. Dạ, chào bà con mình. Chào quý vị gần xa. Trời ơi. Chúc mừng bà con mình vui vẻ. Bác Tư làm YouTube là được đó bác Tư. Nè bác Tư mà mở kênh YouTube nó là em lắm á. Bà con mình khoái lắm á. Nó kêu mở ai? Bạn con á. Bạn con là ai? Cái thằng gì nó cận á. Ai ta? Ai biết bác Tư? Gì cái thằng cá này lên đây có nhậu. À, anh nó hả? Vậy hả? Vậy là có nhậu chung bác Tư hả? YouTube này chứ. Dạ. Nó kêu bữa nào con của bạn của bác hai. Dạ. Đó để bữa nào con có vô rồi con mở kênh YouTube chờ bác. Dạ. À, nhiều khi bác muốn kinh doanh mua bán cái này cái kia đó vậy họ là quay lên nhiều khi nó có cái điểm bác ở dạ của bác là có điểm nhưng mà nhiều khi nó nhắn tin vô đó bác không biết gài vô từ từ biết hết à mới không biết thì từ từ bác biết hết ra là dễ mà nó dễ chứ cũng khó cũng khó nhưng hơi mà khó. Quay tầm 7 nó phạt chết luôn á dạ đúng rồi nó phạt à phải muốn quay gì quay đâu quay mà đi gần công ty ha cái bác cứ chỗ nào nó đưa vô cho mình được quyền quảng cáo hay là được cái này cái kia dạ. Nhưng nhờ những cái này thành phần bậy bạ dạ nó đâu chờ thành phần chính trị mình không được dạ đúng rồi bình luận ha phê bình gì vô đó mình gì? Phải biết luật không biết thì thôi mình đừng có nói mấy chuyện đó dạ. Dạ xin chào bà con mình nha. Thấy bác Tư là chào bà con. Thấy mặc cái áo phân hữu cơ là biết cái vườn sầu riêng lớn dữ lắm rồi đó. Áo này là chắc là bắn phân cho nè dựa phân này là coi như thời mà nay là của cái ông gì hãng nước đá ở trên Vĩnh Long là lâu lắm rồi dạ còn mười mấy năm nay còn á tại ơi cái áo mặc mười mấy năm nay còn tại ơi con ngựa trời cả nhà con ngựa trời cắm cái ngựa này đi cài để vô cái bọc đó để ngựa này đi cài được đi nhậu được nè con về không gà con chưa có về lại thành phố dạ xin ủ qua gần nghe đồn có tên YouTube có ủ qua gần bác Tư bắt phim không ra con phía đây nè con không biết nữa không biết còn không à tuổi tên rồi thôi thôi nhiêu được rồi không biết bao nhiêu cho dạ dạ không cho rồi rồi rồi. Đâu có ăn gì đâu. Nhiều đó là về bùn ngót rồi. À đúng rồi, phải lẩu lẩu á. Rồi.
rồi nha. Cái này chim mùng tơi rồi. Rồi mùng tơi mãi kìa. Nhóc nè. Ở dưới có. Vậy hả? Rồi xin chào bà con mình. Chúc mừng bà con mình vui vẻ nha. Bác Tư bà con bên cha, bà con với cha nghe. Anh và anh, và anh của cha kêu bằng bác rồi cả nhà biết. Giải thích thì kể nó đi, cũng cũng phải giải thích vậy đó. Nước chiều nước cạn rồi, trời ơi này mà đi chài chài cá cả nhà, nước đang chảy ra kìa. Đó, nước cạn người ngon, bây giờ nó chua lè chua lét rồi, ngon mới xong hơi xong rồi cả nhà, cái nó mồ hôi không à. Đi ra đây không biết có ai đánh mùi hơi không, đang cái hàng mấy con chó đánh mùi hơi. Nó nghe hồi nó chạy lại nó hửi nè. Chưa tắm nữa, bây giờ là 6 giờ rồi, 6 giờ mà trời còn sáng vậy hả cả nhà. 6 giờ chiều mà sáng rực à, tại tháng này tháng 5 rồi. Tháng 5 chưa nằm mà sáng ngày ngày dài đêm ngắn, bây giờ chưa có tối mà mau sáng nữa. Hồi nãy chế sữa cái nên đi lòng vòng chút xíu nữa. Mém quên là gót hết cái hộp sữa luôn. Cái nước sôi. Mỗi lần mà ăn cơm không nổi, muốn bệnh ăn cơm không nổi là hay uống sữa nóng vậy nè. Pha sữa đặc với nước sôi uống cho nó đổ mồ hôi cho nó khỏe. Thì khi ăn cơm không nổi cái này. Cái gì đó. Sữa nóng vậy. Chứ mà uống ngon, sữa đặc chứ pha với nước sôi vậy chứ uống ngon. Uống cái này nhớ nhỏ ghê. Nhỏ nhiều khi phái thèm uống mà có được uống đâu. Giờ lớn được uống rồi lại sợ đường sợ ngọt, khổ tâm hết sức. Cái thời còn khổ mà ai cũng làm gì có tiền mua sữa bò để uống. Chứ ở đó mà sữa bột sữa này sữa kia. Nhà cái nhà uống sữa với anh nha. Xong rồi cái mặt đó kè. Uống vậy chứ ngon vậy. Cái gì vậy? Uống sữa nóng. Nóng như lắm nóng luôn, uống nóng cổ họng á. Nóng nhìn. Bỏ sữa đặc vô. Làm cho con. Mày biết mà, mày biết trong bụng mày thế nào con cũng nói vậy mà. Mẹ bệnh mà uống cho nó khỏe, còn con không bệnh mà con uống sữa nóng chi cho nó nóng. Uống đổ hôi chứ làm chi. Thì khỏi nóng. Hả? Mấy ngày nay á, không phải là bệnh, không bệnh đó được uống nè. Ý là không bệnh thì cũng được uống phải không? Đâu có gạt mà được đâu. Mấy bữa nay con bệnh á, cái hay làm như không có tinh thần mình không có rồi, nó làm cho mình mệt mỏi á, bệnh thì nó khó chịu rồi nó nhức mình rồi cái muốn nằm thôi. Con ngủ ly bì mấy ngày nay, 2-3 ngày nay luôn. Nói chung mà rất là mệt mà cố gắng bật ngồi dậy để làm clip đặng đi qua clip á, gắng hết sức mình luôn. Ở nhà thiệt là rất là nhiệt huyết với cái nghề YouTube này luôn á, cố gắng cái ghê luôn, cũng mong một ngày nào để mình phát triển kênh á, mình phải làm nhiều, ra clip nhiều chứ sẵn dịp về quê mình quay được như mình quay, để mốt lên Sài Gòn thì không có quay được cảnh quê. Trời ơi, con làm mà nhiều khi bị đuối sức luôn ha, cố gắng hết sức mình luôn cả nhà. Buông ra cái quay clip xong cái làm clip xong cái tính nói ăn clip. Buông ra làm clip xong rồi đăng clip. Rồi biết sao cả nhà, hồi nãy á nhân vừa xong hơi xong á, cái biết sao tính bưng cái nồi xong hơi ra ngoài sao bếp củi, ai ngờ không bưng sao bếp củi mà bưng đi hơi đi vô nhà tắm á. Ngân khùng tới nói vậy luôn. Bây giờ bưng vô nhà tắm không biết mình đang làm gì luôn, đứng ngớ ngớ hồi mới nhận ra là mình đang bưng cái nồi nước xong vô nhà tắm, mới bưng dội ngược ra ngoài bếp củi. Nói chứ làm cái nghề YouTube thì nhiều khi nó cũng bạc lắm đó nha. Nó nhiều cái làm cho mình giống như mình bị, có đôi khi mình bị thoái chí, mình cảm thấy mình chán, gặp rất là nhiều trắc trở, gặp cái này gặp cái kia, mình quay nó đâu có được suôn sẻ đâu cả nhà. Mỗi lần mà Ngân lên clip và Ngân quay, nhiều khi cả nhà thấy nó bình thường vậy thôi, chứ còn khi mình cầm cái máy quay lên mình quay, mình quay cái này mình quay cái kia thì nó không có gặp trắc trở cái này cũng gặp trắc trở cái kia. Tức là sao, nhiều khi mình quay cái này
gặp cái người này dễ thì người ta cho quay, gặp người kia người ta không đồng ý, rồi người ta hay nói này nói nọ mình, rồi người ta cái nhà cũng biết mà, ai mà làm YouTube thì cũng phải bắt buộc cũng phải gặp cái chuyện đó chứ. Mỗi người YouTuber đều, ai đều đi ra đường quay đều phải gặp cái trường hợp đó, không có ai mà tránh khỏi. Nói chung là 10 người làm YouTube là hết 10 người phải muốn mắc phải cái đó, kể cả những YouTuber nổi tiếng hoặc là những cái người mà nói chung là chuyên nghiệp làm YouTube, là những kênh lớn kênh giỏi cỡ nào cũng phải bị, không ai tránh khỏi, không ai tài gì chứ. Thì đủ thứ cho nó nha, mà hãy cố gắng thôi. Nói chung làm YouTube là phải có tâm hồn sắt đá, có tinh thần sắt thép mới làm được YouTube, thiệt luôn. Những thứ nó làm cho mình nản lắm nghe nha, rất là nản luôn. Mình cũng phải ráng nở nụ cười thiệt là tươi, nhưng mà trong bụng nó héo queo rồi, chán lắm. Nhiều khi bệnh nó cố gắng bệnh mà nhiều khi cũng không dám nằm hồi cũng nhớ chừng đây bật ngồi dậy, trời ơi còn clip quá trời nhiều rồi, giờ sao ta phải làm chứ, không làm thì cái bộ nhớ như vậy rồi sao đi quay clip tiếp, tới đám giỗ rồi tới đám cưới rồi sao quay đây đó, quay clip này nó chồng lên clip kia về làm không kịp, bắt đầu trời ơi nó đủ thứ chuyện, nó mệt. Nhiều khi buông ra ăn không nổi nữa, đừng nói chi ăn uống không nổi. Mấy ngày nay để cho bé Xu bà ngoại lo không á, chứ lo hết nổi rồi, vừa quay clip vừa làm clip mà thì đâu có lo cho bé Xu nổi. Mẹ là mẹ chăm nó là từ A tới Z luôn, như là ăn sáng nè mẹ làm đồ ăn cho nó ăn luôn, ăn trưa ăn chiều ăn tối gì bà ngoại lo luôn, giết ngon hết nói tới luôn ạ. Bữa hổm có bữa hổm thì con đi chợ con mua bánh ăn sáng đồ ăn sáng rồi này kia, cái mấy bữa nay làm như có đám có, Ngân quay đám rồi này kia đó, cái Ngân làm như Ngân nó cái thời gian nó gấp quá đó, cái Ngân không có thời gian để chăm cho bé Xu, không có làm đồ ăn được cho nó, cho nên nhờ mẹ. Rồi thôi thì buổi chiều nay thì cái clip Ngân cũng chỉ nói chuyện với cái nhà sơ sơ, với lại mấy cái chuyện làm YouTube thôi, vậy tâm sự với cả nhà thôi, chứ clip này thì cũng không có gì đặc biệt nha cả nhà. Nói chung là Ngân tâm sự cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Thì làm YouTube về cuộc sống hàng ngày thì mình phải quay những cái gì thực tế mình gặp ở thường ngày của mình á, những cái thiệt nhất luôn á, không quay là những cái thật nhất. Nhiều khi mọi người ở quê nè thấy Ngân đi dài Ngân quay, nói chung là Ngân hay quay vậy đó. Nhưng mà có nhiều khi mình quay nhưng mình không có đăng lên, tại vì sao mình giờ mình còn làm video lại, mình cắt mình ghép lại nữa, chứ đâu phải là mình quay vậy rồi mình đăng lên liền đâu. Thấy vậy, những người ta thấy vậy, ừ cái đó sao quay được này kia, chứ người ta đâu hiểu là Ngân về Ngân để hay là Ngân lấy, đâu biết, là người ta tưởng mình quay là mình giữ lại mình đăng lên, nó không hiểu vậy. Nhưng mà Ngân rất là nhạy, Ngân nhìn cái là Ngân hiểu, Ngân quay trúng rồi đó, người đó là Ngân nhìn cái nét mặt là người ta không thích lên YouTube là Ngân hiểu rồi đó, không cần người ta phải nói đâu là Ngân né liền, hiểu luôn. Ngân rất là tin, nhìn cái là thấy là lỡ quên mới quay thấy người đó hoặc là người ta không thích nha, hay cách tư cách người ta nói chuyện không được vui ha, rồi là mình hiểu rồi đó, là né liền. Chứ không phải là mà lỡ ví dụ như mình vô tâm đi, mình không để ý, mình lo nói chuyện nhiều quá hay là gì đó, mình vô tâm cái đó mình vô tâm, chứ mình học, nếu mình để ý là mình biết, thì lỡ có sơ suất những cái lúc như vậy thì Ngân về Ngân coi clip lại Ngân cũng cắt bỏ rồi cả nhà. Ở nhiều người hỏi sao quay quá trời, quay viên quay thôi hả? Nhưng mà cả nhà ơi, mình quay cuộc sống hàng ngày chứ đâu phải mình quay về du lịch hay mình quay cái gì đâu. Mình về quê thì cuộc sống hàng ngày, nói chung là mình đi ở đâu có liên quan tới cuộc sống của mình thì mình quay à, chứ đâu phải là khám phá du lịch hay là đi đây đó, hay là chương trình dạy nấu ăn, hay là mình làm theo cái kiểu nào đó riêng biệt. Còn này là cuộc sống hàng ngày, với lại ẩm thực thì cái gì nó liên quan tới ẩm thực và cuộc sống hàng ngày thì mình làm thôi đó. Nói chung là mình sức khỏe mình không tốt thì mình cũng quay cũng được, có sao đâu đó, mình làm kỷ niệm để sau này cho mình 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau, 10 năm sau mình quay lại mình coi, ừ lúc đó mình cái gương mặt mình vậy ha, đã ốm hả, năm đó mình ốm hay mình đẹp hay mình xấu, hay là mặt tròn mặt dẹp hay là mặt thỏn hay là mặt xương gì đó, đó 10 năm sau mình coi lại cũng là cái đó, cái gì kỷ niệm của mình. Nhờ, tiền bạc chưa tính, mình nghĩ cái kỷ niệm trước đi đó. Còn cái tiền bạc thì cũng là một cái quan trọng trong cuộc sống của mình, nhưng mà đó thì mình tính cái phần hờ thôi. Chứ còn mình đương nhiên là ai làm YouTube thì cũng phải có muốn có tiền rồi. Thấy nhiều người hỏi vậy chứ sao vậy cũng quay hay thế nào thế kia cũng quay, người ta không có hiểu cái chủ đề làm YouTube của Ngân, và người ta không biết ý tưởng của Ngân là cái gì,
hay là những cái gì nhiều khi ngân quay vậy đó, nhưng mà khi mình về mình làm clip lại thì nó sẽ sinh động hơn chút xíu. Ví dụ như từ những cái đơn giản như đi, nó không có gì đó, nhưng mà do cách nói của mình, như mình nói để cho cái đó nó nổi bật lên chút. Tuy mặc dù là cuộc sống hàng ngày nó rất bình thường, nó đơn giản, nhưng mà trong cái lời nói của mình sẽ cho cái đó nó nổi bật lên chút xíu để video của mình nó sinh động hơn, ví dụ như vậy. Nhưng mà mọi người không có hiểu thì Ngân sẵn dịp đây Ngân nói luôn, để nhiều khi bà con ở quê có coi hay clip của Ngân thì Ngân cũng giải thích như vậy nè, để cho bà con hiểu là Ngân quay vậy đó, quay tùm lum hết gì cũng quay hết, nhưng mà khi về làm clip lại thì nó sẽ khác đi một chút, chứ nó phải y chang như cái kiểu cảnh đó, nhưng mà cái lời nói mình nó sẽ khác, thì nó sẽ video mình nó sẽ khác hơn khán giả. Nhiều khi ở nước ngoài hay đâu coi, người ta cũng thấy ở quê mình nó đẹp thiệt, nó vậy, nhưng mình thấy ở ngoài thì nó vậy, nhưng mà lên video nó lại khác một chút xíu nữa, nó sẽ hay hơn hay là như thế nào đó. Mình phải cho cái cảnh quê của mình nó nổi bật lên để đưa đi ra những cái nơi khác cho người ta coi, những ví dụ những người ở miền núi hay những người ở Cao Nguyên hay những người ở chỗ nào đó không có miền Tây sông nước thì người ta sẽ thích hơn. Mình cho cái chỗ mình đã có lợi thế là ở miền Tây sông nước thì mình phải quay nổi bật những cái miền Tây sông nước, ví dụ như sông suối, nói chung là bắt cá bắt tôm bắt rồi đi chợ mua cá mua tôm sông mua rau vườn, nói chung là những cái gì ở quê của mình đó, thì mình cho nó nổi bật lên. Còn những người mà người ta ở miền núi thì người ta sẽ cho cái chợ phiên ở miền núi, ví dụ như là cái rau gì trồng ở ngoài rừng, ủa tự nhiên ngoài rừng mà trồng rau trong ra ngoài rừng những cái rau gì mà bà con ở miền núi tự trồng, hay là rau rừng, hay là những trái cây rừng mà người ta hái vô người ta đem cái chợ phiên người ta bán, thì mình ở đây miền Tây thì mình cũng quay những cái thực tế ở miền Tây rất là chân thật để mình đưa lên mạng, thì những khán giả xa người ta coi người ta mới hiểu được là ở đó nó thật vậy đó, đó là cuộc sống hàng ngày của mình, thì mình quay thôi, mình quay cái đó là cái chân thật nhất. Còn bà con ở đây mình thấy Ngân quay cái tưởng là thấy quay chân thật cái gì vậy mà cũng quay nó ha, nhưng mà thật sự ra là mình ở đây mình thấy bình thường, nhưng mà ở nước ngoài ta thấy khác, rồi ở miền núi người ta thấy khác, ta hiểu kiểu theo kiểu khác, hoặc là ở Tây Nguyên ở Đà Lạt thì người ta sẽ coi theo cái một kiểu khác, người ta sẽ thích hơn, người ta thấy ở miền Tây đó có con cá đó hen, rồi có con tôm đó, hay là có cái trái đó, hay là trồng được cái cây đó, hay là người ta mần cỏ, người ta xịt cỏ, người ta xịt sâu, xịt thuốc bưởi, người ta chăm sóc bưởi như thế đó thì đó ngộ quá hen, hay ví dụ vậy, mỗi vùng mỗi khác, mỗi người có cái cách sống riêng đó, mình coi để mình thấy nó thú vị hơn, nó là nó vậy. Chứ còn mình thấy mình ở đây thấy bình thường không có gì, nhưng mà khi ở nước ngoài thì người ta, bà con ở xa đi, đừng nói đến nước ngoài, ví dụ như ở trong nước mình đi, nhưng mà ở những cái vùng khác, miền Bắc, miền Trung, mỗi một cái vùng nó có cách sống riêng, thì Ngân sẽ đưa lên những cái thật dị xu. Vậy gái con vẽ gì ạ? Vẽ tay gì ạ? Vẽ gì đó? Thôi bây giờ thì Ngân cũng tạm ngừng video ở đây luôn nha cả nhà. Ngân nghỉ mệt chút rồi mở quạt lên cho nó khô mồ hôi, rồi đi tắm cho nghỉ ngơi cho nó khỏe, thì khỏe thì đăng clip, làm clip, cắt clip gì đó, rồi không khỏe thì ngủ nghỉ, chứ nhiều khi cũng đuối quá cả nhà. Làm YouTube nhiều khi nó mệt mỏi, nó đầu óc rồi mệt mỏi cả người, nói chung là cả tinh thần cho tới thể xác à. Nghe ghê quá vậy. Nói tinh thần với thể xác nghe ghê. Cái từ nó nghịch cả nhà. Cái đó người ta dùng để cho những người con gái. Tinh thần với thể xác nghe thấy ghê quá thôi. Bỏ qua nha, cả nhà bỏ qua nha. Coi như cái lời nói nói vui thôi nha. Lẫn tinh thần với con người của mình đi, sức khỏe của mình á. Cái gì đó. Các bạn ở nhà nha, cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ. Rồi, chiều nay về chở gia đình vợ con đi chơi, đi coi phim, rồi đi ăn đi uống uống trà sữa rồi nha cả nhà. Các bạn cả nhà nha. Nghe nói trà sữa cái số thèm đó. Rồi. Đăng ký kênh ủng hộ nha. Bye bye.